dạ này thì miền Bắc miền Nam đều mặc được vì dạng thời trang nhé mọi người, chứ không phải là dạng lót bông ấm đâu. Cái này là dạng thời trang. Nói chung là nếu như miền Bắc thì các con mặc ở bên trong áo len thì vẫn mặc cái này bên ngoài thì vẫn ấm. Còn ở trong ở trong miền Nam ấy thì các chị mặc váy xong rồi mặc khoác cái này ra ngoài cho em này, rất là đẹp. Màu đỏ màu hồng này. Mã hàng cho em là 13 nhé mọi người nhé. Mã số là 13 cho em ạ. 13 cho em, form size 15 cân đến 45 cân. 155.000 đồng cho em 3 màu hồng đỏ vàng cho em mã số 13 nha mọi người. 13 cho em. Váy xong ở phía sau này á chị. Ok. Rồi 13 cho em màu vàng này. Đẹp lắm, màu vàng đẹp lắm mọi người. 13 cho em này. Mã số nào? Comment mã số kèm màu và kèm cân nặng cho em nào chị Lộc Lê này. Comment mã số kèm màu và kèm cân nặng cho em màu vàng canh đang mặc nha mọi người nhá. Màu hồng này. Có màu hồng này. 13 hồng này. 13 màu đỏ này. Rất là đẹp luôn. 13 hồng, 13 đỏ cho em ạ. 13 hồng, 13 đỏ và 13 màu vàng nhá. Size 15 cân đến 45 cân. Chị Lộc Lê lên số điện thoại đi. 15 cân đến 45 cân cho em với giá 155.000. 155.000 cho em. Hiếm ấy, em chả nhớ số hiếm ra, từ từ để em xem hiếm có nhiều không em lên cho. Rồi 13 hồng, 13 vàng nhá. Hả? 13 hồng, 13 vàng, 13 đỏ cho em. Rồi chị nào lấy 13 comment cho em là 13 nhá mọi người. 155.000 nhá. 155.000. Form size cho bé từ 15 cân đến 45 cân cho em là có đơn nha. 15 cân đến 45 cân cho em là có đơn. Đây màu hồng nha mọi người nhá. Đây là màu hồng cho em túi thật này. Đây là túi thật cho em nhá mọi người nhá. Bên trong lót cho em rất là đẹp. Rồi đợi xíu bên áo dài lại cho. Có nhung tâm em không có nhung tâm. Ống le là mã số 09 nhá. Ống le là 09 á. Áo trắng bên trong em không bán nhá mọi người ơi. Em chỉ bán mình áo dạ thôi ạ. Áo dạ hai lớp thôi ạ. Áo dạ hai cổ lớp thôi cho em nhá. 13, mã số 13 màu hồng này. 155.000 nhá. 155.000 đồng cho em. Còn đây là màu đỏ này. Rất là đẹp. Áo dạ là chất dạ nha tình yêu ơi. Áo dạ là chất dạ nha mọi người. Cái này là dạ mịn nha mọi người nhá. Màu đỏ này. Cái này là dạ mịn cho em nhá mọi người nhá. Màu đỏ cho em. Rồi chị nào lấy 13 thì comment là 13 kèm cân nặng là có đơn nhá mọi người. Dạ mịn này rất là đẹp. Size 15 đến 45 cân cho em. 15 cân đến 45 cân cho em nha. 155.000. 155.000 cho em áo dạ mã số 13. Áo dài là ok. Rồi 13 đỏ, 13 hồng. Chị nào lấy thì comment cho em cách tân cho em nhé mọi người ơi. Cách tân là mã số 06 cho em nhé.
thôi nhá. Ơi, 5 rưỡi gọi lại. 179.000 cho em. Em đang like, các chị đừng gọi điện nhá mọi người nhá. Đang like đừng gọi điện. Giờ chị nào lấy thì comment cho em con này mã số này là 06 kèm vòng nhá mọi người ơi. Cái này vòng này kèm vờ vòng luôn cho các chị nhá mọi người, rất là đẹp luôn. Hoa đẹp lắm. 06 màu đỏ và 06 cho em màu hồng cho em đây. Màu đỏ hoặc là màu hồng cho em nhá. Anh đang mặc đấy ạ. 06 nhá mọi người. Mọi người cứ đặt 3 sản phẩm trở lên, 2 3 sản phẩm trở lên tức khắc có nhân viên gọi chốt đơn cho các chị. Và mọi người phải để ý điện thoại nữa cơ nhá mọi người nhá. Hôm nay là xả đơn ra, xả những cái đơn không nghe máy rất là nhiều. Gần 100 đơn không nghe máy. Ống le là mã số 09. Mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em nhé mọi người. Đây cách tân là 06 màu đỏ và cách tân cho em màu hồng cho em là này rất là hot, hôm nay bán cái này hot lắm. 179.000 cho em 06 nhé mọi người. Kèm vòng cho em nhá. Đó, kèm vòng cho em rất là đẹp luôn. Cách tân là 06 cho em là có đơn 06 hồng 06 đỏ 15 cân đến 36 cân cho em 179.000 cho em nhá. 179.000 chất liệu của nó là lụa tơ tằm cho em này, mềm lắm, mặc nó rất là thích luôn. Chất siêu nhẹ luôn cho em. 179.000 cho em nhá mọi người nhá. Tay có pha bèo này, rất là đẹp luôn. Tay pha bèo cho em rất là xinh. 179.000 cho em cách tân mã số cho em là 06 nhá mọi người. 06 cho em từ 15 cân cho em trở lên là có đơn nhá mọi người này, hoa này. Rất là đẹp nha, kèm vòng. 06 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người. Đây ví dụ như cái cách tân này các chị mà mặc mấy áo khoác cũng đẹp. Thử xem nào. Từ cái nhá. Từ cái cách tân mặc với khoác xem nào. Đấy, thấy chưa? Cách tân mặc với khoác cũng rất là đẹp luôn. Rồi ok nhá. Rồi ok nhá. Rồi chị nào là lấy không có sơ mi thì bây giờ chị vào chị đặt lại nha chị nhá. Không có sơ mi thì vào đặt lại cho em. Khi chốt hàng các chị được đặt mã hàng mà. Rồi ok, chị nào lấy thì comment là 06 cho em 179.000 kèm vòng cho em nhé mọi người, đẹp nhỉ. Đây đẹp quá, nhìn ngoài ngoài nó còn đẹp hơn trên like các chị ạ. Thật lòng luôn, ngoài đẹp hơn trên like gấp 10 lần luôn ấy. Được kiểm tra của máy cho ghi nhận. 179.000 cho em nhé, size 36 cân quay lại cho em 179.000. Em không có bé trai đâu mọi người ạ. Nhớ nói với nhân viên gọi này, Hoài Thu này, ok chị này. Chị Hoài Thu không nghe máy này, phải không? Đúng không đấy? Nhiều Hoài Thu lắm đấy nhá. Nhiều Hoài Thu lắm đấy nhá. Các chị để ý điện thoại là được gọi chốt đơn mà mọi người nhá. Chị cho. Ok, rồi lên tiếp cho em này. Mã tiếp theo nha mọi người. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Mã số lên cho em con này, áo dáng dài này, áo phông dáng dài nhá. Chị Hoài Thu đang ngồi đây. Ok nha. Thằng cầu vồng 25 cân em hết rồi. Rồi lên cho em con áo, con váy này em tặng này. Váy này còn size gì không anh? Rồi cái này 15 đến 20 cân cho em váy này em tặng các chị này. 69.000 lên con này cho em này. Váy hoa. Ông hai em lên rồi mà. Mã số 28 này. 15 cân đến 22 cân cho em này. Váy sơ rồi. Khoác jean kaki không có, em không có bé trai đâu, em chỉ có bé gái thôi. Rồi mã tiếp theo cho em này, mã số bây giờ đặt lại đi 28 nhá, mã số 28 nhá mọi người nhá. Mã số 28 cho em form size là 15 cân cho đến 22 cân, em tặng bánh này cho các chị này. 65.000 thôi ạ. 65.000 dòng tơ cao cấp cho mọi người nhá. Còn một ít em tặng 65.000 cho em, có cái này có lót trong này, rất là mềm, tơ tằm cao cấp cho em rất là đẹp luôn. Phát giả 155.000, phát giả 155.000. Rồi lên cho em con này mã số 28 cho em này, không lượm màu, 65.000 thôi ạ. 65.000 cho em hoa hồng và hoa nâu nhá mọi người nhá. 28 15 đến 22 cân cho em này. 4 đến tầm 6 tuổi mặc vừa. 4 đến tầm 6 tuổi quay lại mặc vừa, 6 7 tuổi cho em nhá mọi người, 6 7 tuổi cho em. 28 có nào có 65.000 thôi ạ. Có 65.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Kiểm hàng với shipper nhà em nhớ để đơn hàng vào chị kiểm hàng rồi ok chị Ba Vĩ này, lúc nào chị được kiểm tra hàng khách toàn bộ khách thì đó là nhớ để cái hóa đơn. À, hóa đơn á, chị cần hóa đơn để em chụp em gửi cho. Ok nha. Ok bộ nhung hả, tí là tặng bộ nhung luôn. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số cho em là 28 nhá mọi người nhá. 28 cho em là có đơn nhá mọi người ơi. À, bây giờ lên bộ nhung nhá, em tặng bộ nhung cho các chị. Mày bán rẻ luôn. Xả hết đăng lạnh để tặng bộ này. Rồi chị nào lấy cái comment 28 đi mọi người nhá. 28 nhá. Áo dài là 179.000 ạ.
số 28 65.000 nhá. 65.000 cho em. Mã số 28 cho em này, có đơn. 28 65.000 cho em này. Đẹp quá. Số 28 65.000 cho em. Rồi mã tiếp theo này. Bộ nhung này. Bán luôn, tặng luôn. Bộ nhung này. Mã tiếp theo lên cho em bộ nhung này. Size to này. Rồi lên cho em bộ nhung này. Mã tiếp theo mã số 29 này. À, quần jean em có lên rồi mà. Hoa dạ em có màu hồng, màu đỏ, màu vàng à. Rồi, lên quần jean mã số 29 cho em này. Size 30 cân đến 50 cân cho em này, đúng không? Hay. Size 27 cân đến 50 cân bộ nhung. Em tặng các chị bộ nhung nhá. 95.000 một bộ thôi. 95.000 một bộ cho em. Bộ nhung mã số lên là 29 cho em bộ nhung này theo nhá mọi người ơi. Nhung theo cho em này. Cái này chất rất là mềm. Miền Nam mặc được, miền Bắc mặc được cho em bộ nhung. Cái này là dạng như hàng thời trang thôi chứ cũng không phải là dày quá đâu nhá mọi người nhá. Chất cũng không phải dày đâu mọi người nhá. Bộ nhung lên cho em mã số lên là 29 đi. 29 nhá. Áo dài 179.000 nhá. Áo dài là 06 các chị ạ, 06 áo dài. Rồi bộ nhung này 95.000 thôi. Bộ nhung size cho bé là từ bộ nhung cho em size từ 27 cân này. 25 cân nhưng mà 1m25 trở lên. 25 cân cho đến 50 cân hai mẹ con có thể mặc đôi được. Có hai loại cho em Dior với lại ISL nha mọi người nhá. Dior với ISL tả 95.000 một bộ. Mã số lên là 29 cho em, 95.000 cho em nhá. Từ 1m25 trở lên mới mặc được. Bây giờ đang lạnh nên em sẽ tặng bộ hết cho các chị luôn. Tặng hết bộ luôn nha mọi người nhá. Rồi 95.000 một bộ luôn này. Cái này bình thường hàng 300.000 em tặng 95.000 cho em là ISL hoặc là Dior. Comment 29 ISL 29 Dior cho em nhé mọi người nhá. Đây là quần của nó này. 29 ISL 29 Dior cho em nhé các bác ơi. Quần có túi đàng hoàng luôn cho em này. Đấy, cái này miền Bắc miền Nam đều mặc được nha các chị nhá. Vì miền Nam em thấy cũng lạnh mà. Chị gái em ở trong miền Nam lạnh lắm. 1m15 không mang được đâu. Cái này phải từ 1m25 trở lên cho em. 1m25 trở lên cho em nhé các chị nhá. 1m25 trở lên này, đến tầm 1m rưỡi quay lại cho em. 25 cân đến 50 cân cho em bộ nhung cho em với giá là 95.000 một bộ thôi ạ. Mã số cho em là 29 nào. 29 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người ơi. Dior hoặc ISL cho em này. Dior hoặc ISL. Thấy có vòng bao cân ạ? Áo sơ mi caro á. Còn nhưng mà vừa lên rồi chắc hết rồi ấy. Em lên rồi ấy. Rồi chị nào lấy thì comment cho em Dior hoặc ISL cho em nhé mọi người nhá. Mã số là 29 kèm cân nặng cho em này, màu đẹp lắm. Hai kiểu đấy mọi người ạ. Dior hoặc ISL cho em size 25 đến 50 cân cho em. Hai mẹ con có thể mặc đôi được nhá. Hai mẹ con có thể mặc đôi được cho em. Mã số 29 này. À, cầu vồng không còn 15 cân. Mã số 29 kèm cân nặng 29 mọi người nhá. 29 cho em kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn cho em nhá. Đó. Ở mặt ở phần dưới này có chạy bo chữ này, rất là đẹp luôn. Có chạy bo chữ rất là đẹp luôn này. Đó, phần trên cổ áo cũng thế này. Đây phần toàn bộ này là phần thêu nhá mọi người nhá. Toàn bộ này là phần thêu. Cầu vồng không còn 25 cân ạ. 25 cân số 8 vừa không anh ạ? Vừa đúng không? Số 8 thôi. Ở bên kia còn một cái số 8. Cầu vồng còn một cái số 8. Hôm qua em lục thấy còn đâu toàn số 9. Áo dài không có màu vàng. Rồi chị nào lấy 29 thì comment 29 95.000 cho em một bộ thôi nha mọi người. 95.000 đồng cho em nha mọi người. Chị nào lấy 29 comment 29 cho em đi. 29 kèm cân nặng cho em là có đơn. 95.000 nhá. 95.000 ạ, size 25 đến 50 cân cho em. Từ 25 cân đến 50 cân và 1m25 trở lên mới mặc được. Không, cái này không phải đó tươi đâu ạ. Cái này ở bên ngoài nó bình thường, ở trên live màu như thế nào bên ngoài nó như vậy luôn ạ. Bên ngoài nó như vậy luôn mà. Các chị được kiểm tra hàng mà mọi người. Các chị còn được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận mà. Cái màu ISL này nó sẽ trầm hơn này. ISL này nó trầm hơn là cái màu Dior này nha mọi người nhá. ISL Dior cho em có 95.000 bộ. Các chị kể cả mẹ mua về mặc cũng đẹp ấy. 1m50 quay lại cho em. Nha mọi người, áo full có. Rồi mã số là 29 cho em nha mọi người ơi. 29 cho em nhá. 25 cân đến 50 cân và từ 1m25 đến 1m50 mặc vừa cho em. Với giá là 95.000 một bộ cho em nhá. 95.000, 29 nhá mọi người. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Chị nào lấy 29 thì có lên 29 này. Lên bộ tiếp theo mã số 30 này. 29 bao tiền nữa? 29 cho em. 29 chia 5 triệu. Ôi trời, bộ này em tặng luôn đó chị này. Bộ này còn size gì em? Đủ size. Size nhỏ lắm.
Thôi cái này lên cho em size 10-18. Cái này lên cho em nhá. Mã số 30, 18 cân đến tầm 20, đủ size rồi nhỉ? 25 cân nhưng mà 6 tuổi quay lại thôi. Mã số 30 này, 18 cân đến 25 cân cho em nhá, từ 4 đến 7 tuổi nhá mọi người nhá. 4 đến 7 tuổi cho em quần là dáng mặc, quần là mặc lên đến mắt cá nhá mọi người nhá. Cái quần này là dáng ngắn này. Rồi mã này lên là 30, em tặng các chị luôn này. 89.000 một bộ luôn. 89.000 một bộ, mã số lên là 30 nhá. Các chị có comment mã số kèm cân nặng nào chị các chị comment mã số kèm cân nặng cho em nhá. Rồi cái này lên 18 cân đến 25 cân cho em 4 đến 6 tuổi thôi ạ. 4 đến 6 tuổi cho em đi bộ Mickey. Mickey 89.000 một bộ, chắc là da cá cho em nhá. Chắc là da cá cho em. Hàng da cá nhưng mà 89.000 chưa bằng một cái váy luôn. Chưa bằng một cái này em nhập vào là 120.000 này. Bây giờ tặng 89.000 cho các chị luôn nhá. 89.000 mã số 30 ạ. Chị lớp nhà em Yên có ở đây, lên số điện thoại đi chị ơi. Các chị lên số điện thoại đi mọi người. 18 cân cho đến 18 cân cho em đến tầm 25 cân. Thấy chị không mà đặt hàng không thấy chốt. Thấy chị Jolie Nguyễn. Các chị em thấy mọi người mà mọi người em không đọc chốt đơn vì nhiều lắm. Không đọc chốt đơn được. Mã này lên là 30, 30 kèm cân nặng cho em ạ. Mã số 30 nhá mọi người, 89.000 một bộ cho em nhá. Màu ghi, màu vàng và màu đen. 30, 25 cân, 6 tuổi quay lại cho mọi người nhá. Tầm 1m đến tầm 1m25 cho em quay lại thôi ạ. 1m đến 1m25 cho em quần là dáng bom ngắn. Bom ngắn mặc đến mắt cá chân. Còn áo là dáng dài. Áo này là dáng rộng, dáng dài nha mọi người nhá. Áo là dạng mặc qua mông cho em. Đấy, phải hiểu dáng thì mới mặc được. Không các chị thấy cái quần lại bé cái áo. Cái áo rộng thùng thình mà cái quần thì bé, nhưng mà cái quần này là dạng nó hơi ôm ôm nhá. Còn cái áo này là dáng dài cho em. Rồi chị nào lấy thì comment là 38.9.000 một bộ nha mọi người nhá. 89.000 đồng một bộ cho em. Mã hàng là 30 nha mọi người. 89.000 bộ, size 25 cân quay lại cho em nha. Vàng ghi đen cho em là có đơn. Màu vàng, màu ghi, màu đen này. 89.000 cho em. 30 kèm cân nặng cho em nha mọi người. Chất liệu là da cá giúp em nhé mọi người. Chia sẻ like để không để ấn comment nhá. Chia sẻ like để không để ấn comment cho em. Mã số 30 cho em đen vàng ghi. Đen vàng ghi nhá. Rồi mã tiếp theo tiếp này. Chà leo còn size này. Chà leo. À cái này đúng rồi, chà leo. Rồi mã này lên cho em mã số 31 này. Size 25 cân đến 40 cân cho em nhé mọi người nhé. Rồi cái này lên cho em này. Từ 25 cân đến 40 cân cho em chà leo này. Chà leo mã số đây là 31. 89.000 một bộ luôn. Chất liệu là da cá nhé mọi người nhé. Da cá cho em 89.000 một bộ. Mã này lên là 31 cho em hàng da cá. Mấy bộ bán lỗ. Đau lỗ đớn luôn các chị ạ. 31, 89.000. Mã hàng 31 size từ, cái này size từ 25 cân và cũng từ 1m25 trở lên đến 40 cân cho em, một đến 1m5 quay lại cho em nhé mọi người nhé. Phong đại này, đến một, từ 1m25 đến 1m5 quay lại cho em. 89.000 một bộ luôn. 89.000 một bộ luôn cho em, còn tầm 30 bộ. Hà Thu bây giờ em lên. Rồi còn tầm 30 bộ em tặng các chị mã số này là 31 ạ. 31 kèm cân nặng chờ neo theo nhé mọi người nhé. Màu ghi ạ, đây là màu ghi. Còn 89.000 thôi, hết vụ rồi nên em tặng các chị luôn. 89.000 đồng cho em nha. Chị nào lấy thì comment là 31 kèm cân nặng nào. Từ 1m25 trở lên mới mặc được nhé mọi người nhé. Từ 25 cân và 1m25 trở lên đến 40 cân 1m5 quay lại. Rõ, nghe rõ chiều cao cân nặng của con nhà mình để chốt nhá. 89.000 một bộ. 31 nào. 31 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Cái điện thoại chị đâu chị mượn đi. Cô cho lạnh trong mắt. 31 nha mọi người. Mã hàng 31 cho em 89.000 nha mọi người nhá. 31 89.000. 31 89.000 cho em. Thank you.
31 áo dài 100. Nguyễn Hồng Nguyễn có đây lên số điện thoại đi chị ơi. Nguyễn Hồng Nguyễn lên số điện thoại áo dài 179.000 nhá. Áo dài 179.000. Mã hàng 31 này các tình yêu, 31 cho em nhé mọi người nhá. 79.000 à 89.000 một bộ. Nhầm, 79.000 thì chết. 79.000 thì lỗ chết luôn á. Lỗ chết luôn á. Chứ cái lầu V còn sai thì ổn cái bộ này còn lấy bộ em tặng cho chị luôn nên lại ngứa mắt đi này. Thật sự là em ngứa mắt lắm rồi đó. Rồi mã số 32 này, cái này còn size gì? Size 10, 15 mình size nó size số 4 luôn. Rồi cái này lên cho em size 18 cân nhé mọi người, 18 đến 20 cân nhưng mà tầm 4 tuổi quay lại thôi, đúng không? 5 tuổi quay lại thôi. Ôi, 5 tuổi thôi, 4 đến 5 tuổi thôi. Rồi cái này lên 18 đến 20 cân cho em, 4 đến 5 tuổi mặc vừa cho em này. 4 đến 5 tuổi mặc vừa nhưng mà không được màu, em còn đúng 10 bộ thôi. Bộ này em còn 10 bộ khóa này, áo này. Mã này lên cho em là bao nhiêu tặng? 32 đúng không? À, 32 em tặng các chị nhá. Mà cũng 85.000 một bộ thôi. Lên đầm đi rồi lại xin nhá. Áo dài là 179.000 ạ. Mã này lên là 32 đi mọi người, hôm nay áp dụng chia sẻ like đấy mọi người, chia sẻ like cho em rồi nhá. Rồi cái này lên 17 cân đến 20 cân cho em này. 17 đến 20 cân quần pha sườn sọc các thứ rất là đẹp luôn. 32 này. Mã số 32 nhá, 4 đến 5 tuổi mặc được. 17 đến 20 cân cho em với giá là 85.000 một bộ. Nhá, không 85.000 một bộ cho em. Màu hồng, màu tím và màu đỏ cho em này. Quần jean lên rồi ạ. Quần jean lên rồi mọi người ạ. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 32 cho em nha. 32 màu hồng màu đỏ này, 32 cho em màu tím này. Đó, rất là đẹp. 32 cho em 20 cân 5 tuổi qua lại cho em tầm 1m2 qua lại cho các chị nhá. Tầm 1m đến 1m2 qua lại cho em bộ này thôi, em tặng cho các chị 85.000 một bộ. 85.000 một bộ cho em. 85.000 một bộ nha mọi người nhá. 85.000 cho em này. Các chị nhìn chắc ra cá nha em, nó đẹp như thế này cơ mà. Đó, size 17 cân đến 20 cân 4 đến 5 tuổi mặc được cho em bộ này nha. 4 đến 5 tuổi cho em, 85.000 một bộ nha các chị nhá. 85.000. Rồi chị nào lấy thì comment cho em là 32 nha. 32 kèm màu và kèm cân nặng cho em, nó có đơn cho em. Mã số 32 85.000. 85.000 một bộ. 85.000 đồng một bộ cho em. Từng từng vào vụ là cứ 150 một bộ đấy các chị ạ. Không có giá này đâu. 85.000, mã số là 32 nha mọi người nhá. Áo dài có màu đỏ và màu hồng nha chị. Áo dài màu đỏ và màu hồng. Rồi chị nào lấy thì comment là 32 cho em nha mọi người. 85.000 một bộ, chất da cá nha mọi người nhá. Chứ hàng da cá nó phải hàng thun cốt tông đâu. Thun cốt tông thì cũng có, còn không có giá này. Chứ đừng có nói da cá có giá này, rẻ quá. 85.000. Yến có lên được không em? Chưa Yến đến cái mã đấy. Yến là mã máy đấy. Chưa Yến đấy nó. Rồi lên Yến này, mã số 14 này. Yến nha mọi người, lên cho em một Yến này xem nào. Chị xem này. Lúc nãy đã lên đâu? Rồi, lúc nãy đã lên đâu rồi, lên cho em set Yến này, mã số 14 này. Lên một lần rồi nhưng chưa lên lại nên là em phải in một lần rồi tí. Em chưa in đến. Nhưng em đâu cần là cái gì? Chưa. Chưa in mà lại ra được cái đấy nha. Chết thật chứ nhỉ. Ok, cái này lên cho em mã số 14 này. 14 cho em này. Mã số 14 yếm nha mọi người. Mã số yếm này. Size 18 cân đến 38 cân. Mà chỉ lên lúc 18 cân đến 38 cân cho em, 38 40 cân yếm này. Yếm em có yếm hồng và yếm vàng cho em nhá. Yếm hồng và yếm vàng 149.000 một set thôi. 149.000 đồng một set yếm cho em. Mã hàng cho em là 14 ạ. 14 cho em nhá mọi người. Mã số là 14 cho em yếm này, rất là đẹp hồng vàng cho em. 14 hồng vàng yếm cho em nhá. Áo thun có ạ. Em có áo thun, bây giờ lên áo thun nhá. Hôm nay chưa lên áo phông luôn. Rồi chị nào lấy yếm thì comment yếm cho em đi. Yếm hồng hoặc là yếm vàng, mã số là 14 cho em nha mọi người ơi. 18 cân đến 38 40 cân quay đầu cho em nha mọi người nhá. Đấy, yếm cho em nha. Yếm váy không có rồi tình yêu ơi, yếm váy không lấy được chứ. Chưa lấy được, chỉ mới có yếm quần thôi ạ. Em có yếm quần thôi các chị nhá, có vàng với màu hồng cho em yếm quần cho em này. Đó, set yếm quần cho em này. Đấy, cả một set hai chi tiết luôn. 149.000 cho em size 18 cân đến 40 cân cho em, áo bên trong có hình này, đẹp lắm. Rồi chị nào lấy yếm thì comment là 14 nhá mọi người nhá. 14 kèm cân nặng cho em là có đơn nha. 14 kèm cân nặng cho em là có đơn cho em. 14 kèm cân nặng cho em là
còn phải tầm cả trăm đơn nữa, 200 đơn nữa, cả trăm đơn. Thì bảo nhập cho đúng rồi nhá. 40 cân thôi chị yêu ạ, 40 cân thôi. Nhập mà sai để tiền. Đúng. Đúng rồi. Không có cái do hàng thêm nữa. Sống con không. Ok. Mà đây là 14 cho em nhé mọi người nhé. 14 kèm cân nặng cho em là có đơn này. 14 cho em size 18 cân đến 40 cân nhé mọi người nhé. 18 đến 40 cân cho em 149.000 cho em nhé mọi người nhé. 149.000 mã số là 14 cho em. Tôi lấy áo hấu quần này. Cô Chanel còn size gì màu gì đấy? Cô Chanel bây giờ không chọn màu, mình màu đen thôi thì đủ size còn không thì đã còn size. Rồi ok, lên cô lên áo phông này, áo phông mã số mấy đấy, hai chị ba mấy đấy? Mấy đó, ok. Yếm cái áo mà, cả set mà mọi người. Yếm mã số 14 cả set mà. Cả set 149.000. Không, mã tiếp theo đi em. Rồi size gì em? À rồi đủ sai, cái này lên em tặng các chị nhá. 17 cân đến 40 cân cho em, 17 cân đến 37 cân à. 17 cân đến 37 cân nhưng mà không lựa màu đâu ạ. Cái này bây giờ tặng không lựa màu này, 49.000 một cái nhá mọi người nhá. 49.000 đồng một cái cho em này, áo phông Coco cho em này, Coco theo này. Đây áo phông Coco theo cho em nhá. Bữa đồ nhận đẹp lắm chị, cảm ơn chị Kiều Trinh nhá. Rồi áo phông lên cho em, mã số lên là 33 đúng không? Mã số 33 này size 17 cân đến 40 cân nhá, nhưng mà không lựa màu đâu ạ. 49.000 một áo. 49.000 đồng cho em mã số lên là 33. Chủ yếu là màu đen nhá mọi người. Em còn tầm 30 cái thôi, em tặng các chị 49.000 cho em này, 49.000. Mã này lên cho em là 14. À 33. Mã số 33 cho em nhá mọi người, 49.000 đi. 33 49.000 cho em này. Chị nào lấy 33 comment 33 hàng theo đấy mọi người nhá. Cái này là toàn bộ là hàng theo hết. Đây, hàng theo hết cho em 33 kèm cân nặng nào, không lên cân nặng không có đơn đâu mọi người ạ. 33 kèm cân nặng nào. Mã số 33 kèm cân nặng cho em. 25 mấy tiền không thôi. 33 kèm cân nặng cho em nào. Rồi chị nào lấy 33 comment 33 nhé mọi người ơi, không lựa màu đâu, 49.000 một cái thôi nhé mọi người nhé, 49.000 một cái cho em nhá. Cần Thơ giao được mà, em giao toàn quốc mọi người ơi, bây giờ giao toàn quốc rồi, bây giờ dịch nó bão hòa rồi. Nói thật là bây giờ dịch bão hòa rồi, dịch ở đâu người ta dập ở đấy thôi. Nên là vẫn đi đơn bình thường nha mọi người, bây giờ không chặn ở đâu hết. 33 nhá, 49.000 một cái thôi. 49.000 cho em. 49.000, mã hàng 33 em có mấy cái. 3349. Rồi mã tiếp theo này, cái nâu nâu đen đen này là mã số mấy đây? 34 này. Đây, chưa sai gì đấy. Sai đủ. Rồi hả? Rồi lên cho em, hả? Đây là 34 Chanel theo này. Chanel cho em. 34 này size 20 cân đến 40 cân cho em này. Chanel nâu nâu nâu. Em ghi chờ hẳn thôi, chờ nâu nâu đen. Rồi ok, Chanel mã hàng lên là 35 đi. 34 chứ, 34 nhá. 34 Chanel theo này. 34 cho em này, 55.000. 55.000, mã hàng 34 cho em ạ. Form size là từ 20 cân đến 40 cân cho em này. Form size 20 cân đến 40 cân cho em. 20 cân đến 40 cân cho em, mã này lên là 34 nha. 34. Chị gọi lại nhá. Chị ơi, em đang live mọi người, đừng có gọi điện nhá mọi người.
bán tăng bao tiền hơn một cái này to 20 cân đến 40 cân cho em. Mã hàng cho em là 34 nhá. 55.000 một cái chất thun có tông cho em. 55.000 cho em nha chị. Chị nào lấy thì comment là 34 cho em nha mọi người ơi. 34 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. Lên số điện thoại là mọi người phải lên số điện thoại theo cú pháp em ghim bên dưới nhá mọi người nhá. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại, cái nào được lựa màu. Mọi người vui lòng lên màu cho em. Không có màu không lên được, không chia được hàng đâu. Lên cân nặng, lên màu và lên số điện thoại, những cái thông điệp quan trọng như vậy mọi người vui lòng comment, cứ từ từ comment thôi. Chơi một dòng cho em để nhân viên nó chốt đơn cho nó chuẩn nhá mọi người nhá. Mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn. Mã hàng 34 55.000. 34 55.000 cho em này. Đó, đâu mà đen cho em nhá. 55.000. 55.000 nhá. Rồi lên tiếp cho em này. Mã số tiếp theo này. Áo tên mùa size gì nhá. Rồi chị nào lấy thì comment là 34 nhá mọi người. Rồi lên áo giấu quần chứ phải đây. Áo giấu quần mã số 35 này. Cái này size cho bé là từ 18 cân đến 30 cân cho em này. Rồi tiếp này, áo giấu quần nhá. Áo giấu quần mã số 35. Chị Trâm Ngọc có ở đây, lên số điện thoại đi chị ơi. Trâm Ngọc lên số điện thoại kìa. Các chị ơi lên số điện thoại đi mọi người. Lên số điện thoại đi, không có số điện thoại không chốt đơn được đâu nhá. Lên số điện thoại giùm em. Rồi cái này lên cho em 18 cân đến 32 cân cho em áo giấu quần này. Tâm Mỹ ở đây, lên số điện thoại đi ạ. Ngọc Trâm và Tâm Mỹ lên số điện thoại kìa. Các chị ơi không lên số điện thoại. Rồi cái này lên cho em mã số lên là 35 này. 35 gấu thì gấu theo nhé mọi người ơi. Màu hồng với màu đỏ này à, có 59.000 một cái. 59.000 cho em nhé mọi người. 59.000 áo giống quần này. Mặc giấu quần nhé mọi người nhé. 18 cân đến 32 cân. Alo ạ. 18 cân đến 32 cân cho em mã này. Alo. 18 đến 32 cân cho em làm gì. Mã số lên là 35 đúng không em? Vâng, sao ấy ạ? 35-59.000. Giấu quần nhá, áo giấu quần 35-59.000 cho em này. Màu hồng, màu đỏ 35 hồng, 35 đỏ cho em. 35 nhá mọi người ơi. Cái này là mã số 35 kèm màu và kèm cân nặng cho em. Các chị lên cân nặng và lên số điện thoại nhá mọi người. Không lên số điện thoại ở mã hàng đầu tiên là các chị không có cái mã đó. Nên là đặt hàng bên em là bắt buộc phải lên số điện thoại luôn. Mã hàng đầu tiên luôn, đặt hàng là phải có số điện thoại nhá. Lên đúng số và những cái mã sau thì không cần lên số điện thoại nữa. Chỉ cần lên mã đầu tiên in đơn phát là nó lưu vào số điện thoại vào hệ thống rồi. Là những cái mã sau là không cần lên nữa đâu. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo có ở đây, lên số điện thoại đi ạ. Không ai lên số điện thoại luôn. Nguyễn Thu Thảo lên số điện thoại kìa. Thôi những cái chị đấy mua một cái mà không lên số điện thoại thì chắc là cũng không đặt đâu. Rồi ok nha, 35-59.000 áo giấu quần nha mọi người nhá. Áo giấu quần đỏ và màu vàng cho em, màu đỏ màu vàng. Áo giấu quần 18 cân đến 32 cân cho em. 18 cân đến 32 cân cho em, mã số lên là 35 nha mọi người nhá. 35 nè, 35 kèm màu và kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. Áo giấu quần chỗ linh. Đúng. Áo giấu theo, áo giấu đấy vậy là chỗ linh. Có bông chỗ linh nha. Đúng rồi, có bông chỗ linh. Rồi 35 nha mọi người nhá. Thấy đơn em đặt đến giờ không? Thấy chị Tường Vi, em thấy tất cả mọi người chia sẻ like để không bị ẩn comment nhá mọi người nhá. Chịu khó chia sẻ like để không bị ẩn comment cho em nhá. Rồi chị nào đấy comment là 35 cho em nha mọi người ơi. Có 59.000 một cái thôi. 59.000 đồng cho em. 59.000 nha mọi người nhá. 35 kèm cân nặng cho em là có đơn. 35 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người ơi. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Rồi lên tiếp cho em bộ cu xì. Lên tiếp áo váy nhá. Lên váy nhá mọi người nhá. Set này tặng luôn. Đây set này size gì em? Không. Màu đỏ mà. Rồi cái này lên 18 đến 20 cân này. 18 đến 20 cân cho em này. Mã này là mã số 35, 36, 36 này. Lên cho em 36 này. 18 đến 20 cân. Xét hoa trong buồng. Ok, cái này lên là 36 nhá. 89.000 một váy này. Tặng luôn. 89.000 có quần trong cho em này. Đây, cái này có quần trong nhá mọi người nhá. Có quần trong size 18 đến 22 cân nhá.
nhưng mà 18 cân đến 22 cân, nhưng mà tầm 4 đến 5 tuổi mặc được thôi ạ. 4 đến 5 tuổi mặc được cho em con này. Bé nào còi còi thì 6 tuổi quay lại cho em. Mã hàng cho em là 3689 như một set nha mọi người. Có quần trong 36 này, 36 nha. Nghe là cân nặng đi không cần hỏi đâu mọi người nhá. Size 18 cân đến 22 cân và 4 đến 6 tuổi mặc được cho em. 4 đến 6 tuổi mặc được cho em đây. 3689.000 nha mọi người nhá. Còn tầm 20 set em tặng 89.000 cho em. Mã số lên là 36 nha mọi người nhá. 3689.000 cho em màu hồng với màu vàng. Bèo này, cái này lên là 36. 36 nhá. 36 cho em không có 35 cân đâu. Có 35 cân làm gì có giá 89.000. Em ở không, 4 tuổi thì 22 cân thôi nhá. 4 tuổi cũng 22 cân thôi mọi người ạ. Mã này. Alo. Nhà nhà anh có mang xuống thị trấn Nương không anh? Chị nào
mọi người ơi, 07 cho em nha, 07 100, à quên, 0775 nghìn, nhầm, 0775 nghìn cho em nha mọi người nhá, 0775 nghìn rồi lên cho em con áo phai này. Không có men mã số là không có đơn đâu. Đây là
màu gì? Nó không lượng màu. Không lượng màu. Đúng rồi, áo phao trẻ em này, không lượng màu này, mã số 40 phao bé trai này, 15 17 cân cho em này. 15 17 cân đúng không em? Không. 15 16 cân quay lại cho em, mã này lên là 40 em tặng các chị luôn này. 59 nghìn một áo luôn. 59 nghìn một áo phao này. Rẻ quá. Đấy, nhập 120 bán 59 nghìn. Bán này lên là 40 nhá, size 15 16 cân ạ. 15 16 cân cho em nhé mọi người, không lượng màu đâu, 59 nghìn một áo phao nhé mọi người nhá. 59 nghìn đồng cho em, mã số lên là 40 đi. 40 nhá mọi người ơi. 40 59 nghìn. Không lượng màu đâu. 40 59 nghìn này. Mã số 40 59 nghìn đồng cho em, không lượng màu đâu nhá. Còn một ít em tặng các chị 59 nghìn một cái ạ, 59 nghìn một cái cho em, 15 16 cân cho em nhá. 15 16 cân, mã số 40. 40 59 nghìn. Mã số 40 59 nghìn cho em nhá, 40 kèm cân nặng nào, 15 16 cân nhá, 59 nghìn một cái áo phao. Các chị mua ở đâu 59 nghìn, em còn tầm hơn chục cái thôi. Bán đi cho nó rộng nơi. Rồi chị nào lấy thì comment là 40 nhá mọi người nhá. 40 ạ, chân váy em không có. Chân váy và quần jean chân váy em không còn, không có đâu. Rồi chị nào lấy thì comment là 40 nhá mọi người ơi, 40 nhá. Rồi lên cho em con jean dáng dài này. Quần jean le này. Quần ống le nhá. Tặng 40 là áo phao đó em. Rồi quần jean ống le này, jean ống le mã số 009 ạ. Rồi jean ống le này. Quần jean hàng Quảng Châu cao cấp, jean co giãn 4 chiều luôn á. Mặc quần jean nhà em sướng á. Jean ống le 09 này. 09 này, size là 18 cân đến 40 cân nhá mọi người nhá. 18 cân đến 45 cân chứ. 18 cân đến 45 cân cho em áo jean. Quần jean le nhá mọi người nhá. Quần này là quần le này, bò le cho em rất là đẹp luôn ạ. 115.000 một cái cho em. 09 này. 09 115.000 một cái thôi. À một quần le 119.000, nhập 119.000 cho em nhá, nhập biển. 119.000 mã số là 09 cho em này. Phụ kiện đi kèm ngẫu nhiên thôi nhá. Phụ kiện đi kèm ngẫu nhiên cho em 09 này. Rất là đẹp luôn. 09 119.000 hàng Quảng Châu cao cấp cho em, rất là mềm luôn này. Cái này bà bình thường là bán 250-300.000 một cái đấy. Có con bạn 4 triệu mặc nó thích lắm. Nó ôm vào chân thích lắm mọi người ạ. Cái quần này mặc ôm thích cực luôn ấy. Đây, cái này size 45 cân cho em nhá. 18 cân thì 45 cân quần loe này, 09 á. Mã hàng 09 cho em đi, quần loe là 09 cho em nhá mọi người nhá. Váy sọc đuôi cá. Ok rồi, váy sọc đuôi cá bây giờ lên luôn nhá. Đợi em xíu nữa hết cái quần này em lên cho. À, mã số là 09 đúng không? 119.09 cho em nhá mọi người nhá. Đây quần loe nhá mọi người. Đẹp lắm. Chất rất là đẹp luôn cho em, co giãn 4 chiều mặc thích lắm luôn đấy. Size 18 cân cho đến 18 cân đến 45 cân cho em, từ 1m đến 1m4 quay lại nhá mọi người ơi, 09 cho em ạ. Các chị được gọi chốt đơn là đi đơn rồi nha mọi người nhá. Được gọi chốt đơn là đi đơn rồi ạ, không cần hỏi đâu. Cứ được gọi chốt đơn xin địa chỉ cân nặng của bé là đi đơn rồi nhá. Rồi, chị nào lấy thì comment cho em con này lên là 09 nhá mọi người ơi. 09 cho em, 119.000 cho em nhá. 15 cân đến 18 cân chứ. 17 cân đấy, từ 17 18 cân đến 45 cân cho em nha mọi người ơi. Khoác giả thì ạ. Ok. Rồi chị nào lấy 09 comment là 09 cho em nhá, đẹp lắm. Phụ kiện đi kèm là ngẫu nhiên thôi nhá mọi người, em tặng cái này là ngẫu nhiên thôi nhá. Rồi, chị nào lấy 09 comment cho em 09 đi, 45 cân quay đầu cho em. 45 cân quay đầu cho em 09 nhá. 09 kèm cân nặng cho em là có đơn nha mọi người. 09 kèm cân nặng cho em, kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Đi đơn 2-3 sản phẩm trở lên thì mới gọi chốt đơn nhá. 18 cân cho đến 18 cân đến 45 cân cho em. Cái này, quần này 09 ạ, 119.000 cho em. Đấy giờ bán đến gần 400 quần này rồi. Gần 400 quần này rồi. Rồi chị nào lấy 09 hôm nay 09 đi. Rồi đây váy dạ này. À quên, à váy suông này. Váy suông này là mã số bao nhiêu đây? Cái váy suông này, bukri này, 20 cân đến 40 cân. Rồi lên cho em váy bukri mã số 12 này. Mã số 12 này. Form size 20 cân đến 40 cân cho em, mã số 12 115.000. Váy bukri cao cấp mã số 12.
con cho em nhá, dòng Burberry này chất nó đẹp lắm, mà nhìn kiểu như mặc nó sang ấy, mặc rất là sang luôn. Mã hàng là 12 cho em nha, 12. Các chị comment đúng mã số nhé mọi người, thôi cho chị xem chị đầm, xem mẫu đầm cho bé 22 cân rồi đợi xíu nhá. Sơ mi còn mã hàng kèm cân nặng nào các chị ơi, mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là mới có đơn nhé mọi người nhá. Comment đúng mã số nào, comment đúng mã số cho em, mã số này là 12 cho em nhé mọi người. 115.000, 12 kèm cân nặng. Rồi bây giờ lên cái áo dạ và áo dài ở sau, 12 cho em nhé mọi người nhá. 12 màu sọc này là sọc cam này, 12 sọc này là nâu này, sọc nâu này, dáng suông nên là dễ mặc, những em bé mà bụng to là không bị khó chịu ấy, mặc thoải mái lắm. 12 cho em sọc đỏ này. Sọc đỏ này. Rồi chị nào lấy thì comment cho em là 12 cho em nhé mọi người. Mã số 12 ạ, 115.000. 12 kèm màu. 12 kèm màu cho em, 115.000 đồng cho em nha. 115.000 mã số là 12 này. Rồi chị nào lấy 12 comment 12 nhá. Áo dài này, áo cách tân này, cách tân là mã số 06 nhá mọi người nhá. Cách tân là 06, 179.000 cho em cách tân này. Rồi lên cho em cách tân này. Rồi lên cho em cách tân này. Cách tân mã hàng 06 này. Size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân cho em cách tân. Mã hàng 06 cho em 179.000 cho em nhé mọi người nhé. Kèm dây ngọc cho em này. Cách tân mã này lên là 06 cho em đi. 06 nhé mọi người nhé. Cách tân ạ. Lên cách tân ngọc 06 canh đang mặc đẹp lắm. Đây, cách tân ngọc đang mặc đẹp lắm. Cái này đẹp nhỉ, trông nó điệu đà thế. Rồi 06 cho em nhé mọi người. Rồi cách tân lên cho em là 06 á. 06 màu đỏ và 06 màu hồng cho em này. 179.000 cách tân cho em set gì không số. Còn set gì? Còn 26 cân set. Rồi em xí nhá. Rồi 06 màu đỏ này, 06 màu đỏ này và 06 lên cho em màu hồng này. Đấy 06 đỏ, 06 hồng. Size cho bé là từ 15 cân cho em đến tầm 36 cân cách tân. Mã hàng 06, 179.000 một set nhá. Đây là set quần nha mọi người nhá. Đây là set quần cho em này, 06 giúp em. Đó, 06 hai lớp, 2-3 lớp liền. Rất là đẹp, chất liệu của nó là lụa tơ tằm cho em nhá mọi người. Tay bèo này, rất là xinh, 06 cho em ạ. 100 kèm vòng nhá mọi người nhá. Cái này kèm ngọc cho em này, 06 cho em. 179.000 một váy nhá mọi người nhá. Một set ấy, 179.000, 06 kèm cân nặng cho em là có đơn nha. Lên quần jean lên rồi mà. Quần jean em lên rồi mà. 06 cho em hồng và 06 cho em màu đỏ này. 06 hồng, 06 đỏ cho em. Đấy, canh mặt rất là đẹp luôn. 06 hồng, 06 đỏ cho em nhé mọi người. Áo dạ là mã số 13. Áo dạ cho em mã số 13 này. Rồi áo dạ lên cho em mã số là 13 áo dạ này. 13 áo dạ cho em này. Áo dạ cho em mã số 13, form size là 15 cân cho đến 15 cân đến 45 cân áo dạ nha mọi người nhá. Từ 90 phân đến 1m4 quay lại áo dạ cho em là mặc vừa. Áo dạ 155.000, mã số 10 mấy em? 13. 13 đúng không? Đúng. Áo dạ là mã số 13 nhá. Các chị comment đúng số cho em, kèm cân nặng và kèm số điện thoại nhé mọi người. Lên số điện thoại đi đơn từ 2 sản phẩm trở lên để được gọi chốt đơn nhé mọi người nhé. Rồi cái này lên là mã số 13 cho em này. Đây 13, cái này mã số 13 áo dạ nhé mọi người. Áo dạ cho em ạ, mã số 13 cho em. Chị Nguyễn Trang có ở đây, lên số điện thoại đi chị ơi. Mã số 13 áo dạ cho em này. Form size cho bé là từ 15 cân đến 45 cân áo dạ cho em với giá là 155.000 cho em nhá. Có màu vàng này, áo dạ em có màu vàng này. Áo dạ em có màu đỏ này. Rồi áo dạ em có màu đỏ này, màu vàng màu đỏ, mã số là 13 cho em nhá mọi người nhá. Màu vàng màu đỏ này. Màu hồng này. Màu vàng màu đỏ và màu hồng cho em, mã này lên là 13 giúp em.
xem áo dài màu hồng vừa mới lên xong. Vừa mới lên xong. Cho anh xin số điện thoại của dạ ra ngoài là đấy hả? Đấy. Áo dạ đây chị. Rồi mã số 13 áo dạ cho em nhé mọi người ơi, bên trong đây. Bên trong có lót. Size cho bé là từ 15 cân đến 45 cân áo dạ, mã số 13. 13 cho em 155.000. Các chị comment mã hàng kèm cân nặng kèm màu trên một dòng nào. Áo dạ này các chị comment màu luôn cho em nhé. Mã hàng kèm cân nặng kèm màu từ 15 cân đến 45 cân áo dạ cho em 155.000 nhá. 155.000 đồng cho em áo dạ cho em nhé mọi người. Mã số là 13 cho em màu vàng màu hồng này. Vàng hồng màu đỏ cho em. 13 cho em là có đơn nhé mọi người ơi. Mã số là 13 cho em nhé mọi người nhé. 2, 4, 6, 8 rồi. Rồi 13 cho em này, màu vàng này. Đẹp lắm. Cái này em bán mấy nghìn áo. 13 màu hồng này cho canh mặc cho các chị ngắm nhá. Đây em đứng cách canh có 50 phân rồi đó các chị ạ. Các chị còn bảo em đứng gần cái gì không biết. Đây đứng canh, canh đứng có một đoạn một sải tay thôi đây này. Canh đứng có đúng một sải tay đó chị. 13 cho em nhé mọi người ơi, màu hồng màu vàng này. Màu hồng màu vàng cho em và 13 màu đỏ cho em nhá. Hồng vàng màu đỏ cho em. Chị nào lấy 13 thì comment là 13 cho em, hồng vàng đỏ cho em đây. À đỏ miền Bắc miền Nam đều mặc được. Miền Bắc miền Nam đều mặc được cho em. 13 kèm màu cho em là có đơn kèm cân nặng nhá. 13 kèm màu kèm cân nặng đây là màu hồng. 100 bao nhiêu nhỉ? 155.000 cho em nhá. 155.000. 155.000 đồng cho em mã hàng là 13 cho em nha mọi người. 13 kèm màu kèm cân nặng đây là có đơn nha các bác ơi. 13 kèm màu kèm cân nặng đây là có đơn. 155.000 đồng nhá. 155.000 ạ, màu đỏ nhá mọi người. Màu đỏ đây. 155.000 cho em. Chị nào lấy thì comment là 13 cho em nha. 13 cho em. Kèm màu kèm cân nặng cho em là có đơn cho em. Rồi qua mã nha mọi người. Màu đỏ, màu vàng, màu hồng cho em mã số là 13 cho em là có đơn nhá mọi người. 155.000 cho em nhá. 155.000. Rồi lên set này. Rồi lên set cho em này. Set này size gì? Size 18 đến 20 mấy? 8 cân à? Không cho lên. Rồi cái này lên cho em set hoa. Set hoa này. Mã số 41 à? 41 set theo này. Nhà em không có bé trai ạ. Yếm jean em có 30 cân. Mã số yếm là 14 nhá. Em không có body đầm ngũ. Rồi các chị ơi, cứ đi đơn 2-3 sản phẩm trở lên khác có người gọi điện chốt đơn và các chị phải đi điện thoại nha mọi người nhá. Đặt hàng là phải đi điện thoại đấy. Không có, cứ có 3-4 cuộc gọi nhớ các chị không nghe là không có đơn đâu ạ. Phải đi điện thoại. Rồi lên set hoa 18 cân đến 38 cân cho em set này. Mã số cho em là 41 nha mọi người nhá. 41 em tặng các chị luôn 89.000 một set này. 89.000 cho em nhá. 18 cân cho đến 30 cân cho em. 41, mã số 41 89.000 cho em cho hết đi. À, cái này là chất liệu của nó là quên. 99.000 nha mọi người ơi, nhầm. Em nhầm 99.000 cho em nhá. 99.000 nha em, không phải 89.000 nhầm. 99.000 đồng cho em nha mọi người. 99.000 hàng theo cao cấp cho em nhá. Set hai chi tiết này. Quần và váy cho em này. À quần, à chân váy và áo cho em và có quần trong này. 99.000 đồng cho em có quần trong nhá. Có quần trong ạ. 18 cân đến 30 cân cho em. 18 đến 30 cân cho em nhá. Rồi ok, các chị có thể ý điện thoại là có nhân viên gọi chốt đơn đấy. Rồi màu vàng, à màu hồng và màu nâu tây cho em 99.000 cho em. Mã hàng là 41 đi. 41 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha. Em là cái cục to nhất là cái gì đấy? Cái loe đâu? Loe á? Cái loe không chấm phải nó chậm. Ok. 13 năm cơ rồi. Các chị comment cho em lại có áo dài chân váy không? Áo dài chân váy chưa về. Áo dài chân váy mai ngày kia nhá chị nhá. Rồi chị nào lấy thì comment là 41 cho em này mọi người nhá. 41, 99.000. Đầm trắng canh mặc em không có. Đầm trắng canh mặc em không có. Rồi 18 cân đến 30 cân cho em. 18
hồng, 41 nâu, 41 hồng 99.000 nha mọi người. 99.000 cho em, em làm có quần trong mọi người. Màu nâu thì rất là tây luôn này. Còn màu hồng thì nó nhẹ nhàng nhá, hàng theo chứ không phải hình dáng đâu. Nhà em là hàng theo cao cấp này. Đó, thích lắm. Hàng theo chất của nó là thô nến, nó không bị nhăn nhá mọi người ơi. Thấm hút mồ hôi rất là nhiều. 41 cho em có 99.000 một set. Đẹp dã man luôn, không đẹp lấy tiền luôn á. 99.000 nha mọi người. 99.000. Mã hàng là 41 nha mọi người ơi. 41 kèm cân nặng cho em là có đơn nha. Rồi ok nha, chị nào lấy thì comment nha mọi người. 41 nha mọi người ơi. 41 rồi, cái này em tặng luôn. 42 này. Alo ạ. Tôi lên xem con này. Mã số 42 này, bánh nhung này. 42 này, tặng luôn này. 42 em còn 10 bộ, 10 cái thôi, 18 đến 20 cân cho em này. 18 đến 20 cân, 4 đến 6 tuổi nha mọi người nhá. Mã này lên là 42, 42 em tặng các chị luôn này, 99 như một váy luôn. Váy nhung 42 đi. 42, 99.000 cho em nhá, 20 cân quay đầu cho em nhá. 20 cân, 20 21 cân quay đầu cho em, 20 22 cân cho em nhá. 18 đến 22 cân, mã này lên là 42 tà 99.000. 42 99.000. Sai tiền là chị. Sai nhiều không ạ? Rồi, anh chị đưa cho biết giá đi. Rồi 42 cho em nhé mọi người nhé. Anh khách kiểm tra hàng trước mặt anh luôn ạ. Anh lưu cho em lấy 2 ngày nhá, để em còn xử lý ở trên bưu điện của anh. Rồi 42 cho em 99.000, sai 18 đến 22 cân. Váy nhung đáp ren đấy mọi người, 99.000. Em nhập vào là 130 đấy mọi người. Em bán bây giờ bán 99.000. Hết rồi, còn 10 set nha mọi người nhá. Còn 10 set. Giờ chị nào lấy thì comment cho em là 42 đi. 42 đúng không? 42 99.000 cho em. 42 99.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy 42 comment 42 99.000 váy nhung nhá. 42 99.000 cho em. 42 99.000 cho em. Máy này tặng luôn. 43 này. Mã số 43 này. Cái này sai gì đấy? Sai 20 cân đến 25 cân à? Sai số 30. 30 đây. Đó. Rồi. Cái này lên cũng từ 18 cân đến 23 cân cho em này. Rồi mã này lên là 43 này. 43 89.000 luôn này. Mã này lên là 43. Váy hoa bèo nha mọi người nhá. Váy hoa bèo ngực cho em 89.000 luôn này. Vân hoa rất là đẹp, 89.000. Form size là từ 18 đến 25 cân cho em này, 89.000. Mã số đây là 23. À 43 chứ quên. 43 89.000. 43 89.000 cho em. Đang lên đầm đây. 43 89.000 cho em này. Cái gì đây? Chị ok, chị Kiều Nguyễn, thấy chị Kiều Nguyễn rồi nha mọi người nhá. Thấy chị Kiều Nguyễn rồi. Thì làm một dây một lối làm em kinh thế. Làm một dây một lối kinh thế. Rồi ok, cái này đây là 43 đi. Đúng không? 43 này, màu hồng, màu vàng, màu xanh thì này đẹp lắm. Có 89.000 một cái, chất liệu là thu voi nha mọi người nhá. 89.000 cho em. 89.000, mã hàng là 43 kèm cân nặng cho em là có đơn. 89.000 cho em. 89.000, 43 nha mọi người. Áo thun nữa hả? Ok. Rồi lại lên áo thun nữa. Cái này bèo đẹp lắm. À, có 3 màu này. 89.000 cái. Vẽ thế. 89.000. 18 cân đến 25 cân cho em nhá mọi người nhá. Còn set jean à? Set jean thì không có đâu ạ. Set jean thì không có đâu. Set jean thì có mình yếm thôi. Rồi chị nào lấy thì comment là 40. Lúc này áo bò nhiều không em? 43 nhá. 43 cho em này. 43 89.000 cho em. 43 89.000 cho em nha mọi người nhá. Đấy, màu hồng, màu xanh, màu vàng cho em. Đọc áo bò là bao nhiêu? Áo bò mã 24 119.000. Áo bò cho em mã số 24 này. Áo bò nhá, 15 cân đến 25 cân áo bò này. Áo bò 15 cân đến 30 cân cho em. Áo bò 119.000. Áo bò mã số là 24 à? Áo bò, lên áo bò cho em là mã số 24 này. Đứng
ngồi đó luôn. Rồi áo bò lên là mã số 24 nhá mọi người nhá. 24 cho em này. Có xem giá đó. Mang giá ra luôn đi. Rồi đây là mặt trước này, 15 cân đến 25 cân áo bò cho em. 15 cân đến 25 cân áo bò cho em này, người giá là 119.000 cho em bò giấy rất là mềm luôn nhá mọi người nhá. Mã này lên là 24 áo bò cho em đi. Mã số 24 áo bò. Tặng luôn 119.000 áo bò cho em. Đây là mặt sau này, hình ngẫu nhiên thôi mọi người nhá. Hình ngẫu nhiên thôi ạ. À. Rất là xinh. Mã số 24 cho em, hỏi không trả lời á. Trời ơi, chị các chị ơi, nhìn comment nó chuột nhanh như thế, làm sao em thấy được mà em lại đứng xa ấy. Khổ quá cơ. Mà em cũng chẳng thấy comment của chị ở đâu luôn ấy. Nhiều comment thế em không thấy chị luôn ấy, chị Tô Thanh Hà. Rồi hết 35 cân chốt dự bị thôi. 35 cân đến chốt dự bị thôi nhá. Tại vì lúc nãy em lên rồi, cái này mã số 24 cho em ạ. 24 cho em 119.000 cho em nhá. 119.000 form size là 15 cân đến 25 cân cho em. 15 cân đến 25 cân và chốt dự bị 30-35 cân nhá. Chốt dự bị 30-35 cân. Nếu như có sai thì em sẽ chia cho các chị. Mã số lên là 24 ạ. 24 kèm cân nặng cho em là có đơn nha mọi người. 24 kèm cân nặng cho em là có đơn. Mã hàng 24 cho em. Chị nào lấy 24 thì comment 24 giúp em nha. 24 cho em nhá. Điện thoại đâu in nhầm tiền khách cái kiện. Tay mặt sau đây này. Mã số 24 cho em ạ. 24 119.000 size 15 cân đến 25-26 cân quay đầu và chốt dự bị 30-35 cân cho em nhá. Chốt dự bị là 30-35 cân cho em. Mã hàng 24 cho em nha. 24 cho em là có đơn. 24 áo bò cho em nhá mọi người nhá. Áo dài chân váy, áo dài chân váy em trả lời chị rồi mà. Áo dài chân váy 2 hôm rồi mới về. Em trả lời rồi mà chị không nghe ấy. Trả lời rồi á. Rồi lên tiếp cho em áo phông này em tặng này. Áo phông thỏ này. Size gì đây em? Cái này còn ít này. Size số 6. Cái này lên cho em size cho bé là từ 15 cân đến 30 cân cho em này. 15 cân đến 30 cân cho em áo phông này. 50.000, à 49.000 một cái luôn. Cái này cho hết đi. Mã số 44 này. Mã số 44 cho em này. 50.000 một cái. 44, 50.000 cái áo phông cho em này. Áo phông hình cho em rất là đẹp luôn. 50.000 cho em. Mã số này là 44 size 15 cân đến 30 cân cho em nhé mọi người nhé. 15 cân, 15, 10, 10, 15 cân phải 4 tuổi lên. 17 đến 30 cân cho em. Áo khoác jean nữ không có 40 cân đâu chị, 40 cân chắc là hết rồi ấy. 40 cân thì chắc là hết rồi. Rồi cái này lên mã số 44 cho em màu trắng này, 44 cho em màu đỏ này. 44 cho em nhá, 50.000 một áo cho em, hàng cốt tông cho em này, hàng Quảng Châu rất là đẹp luôn. Đây màu vàng này, màu đỏ này, màu trắng này. Mã này lên là 44 nha. Mã số 44 cho em ạ. 44 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người. 44 cho em 50.000 đồng nhá. Mã số 44 50.000 cho em. 44 50.000 đồng cho em nhá. 44 nè. Ờ, khoác 35 cân thì em chốt dự bị thôi. Em mới nhận hàng đẹp lắm nha. Sốt, cảm ơn chị Trâm Anh nhá. 35 cân em chốt dự bị áo bò thôi các chị ạ. Chốt chị Thảo Nguyễn có đây, lên cái số điện thoại đi chị ơi. Chị Thảo Nguyễn lên số điện thoại kìa. Các chị đặt hàng mã số đầu tiên là phải lên số điện thoại rồi đấy nhá. Là mới có hàng đấy. Rồi 44 49.000 cho em. 49 50.000 là giống nhau ấy nhá. 44 kèm màu. Size 15 cân đến 30 cân cho em 44 này. Mã hàng 44 cho em đi. 44 kèm màu cho em. Đầm công chúa. Có. Rồi chị nào lấy thì comment 44 cho em nhé mọi người nhé. 49.000 thôi. Còn ít em tặng. Tặng cái này hơi muộn. Nãy tặng không phải là đông không? Không phải là muộn. Rồi 44 cho em nhé mọi người nhá. Máy bao nhiêu cân hả? Máy bao nhiêu cân hả? Rồi ok lên tiếp cho em này. 49.000 một áo thôi. Mã số 44 15 cân đến 30 cân 49.000 một áo cho em. Khoa toner dây còn không em? Toner dây em cho xỉ hết rồi. Đây còn 2 cái. Ủa, quên em cho sắp ạ. Tôn tròn luôn này. Tặng luôn là cái này đang về tiếp đấy chứ. Thôi để tôn đứt cái lô này đi. Tôi lên cho em con này hàng 18 cân này, 18-20 cân này. Có 2 cái thôi em tặng. 18-20 cân em tặng các chị này. 70.000.
15 cân với lại size 18, 15 đến 18 cân nhá. 15 đến 18, 15 đến 20 cân đi. Ở đây lên là 45, 45, 70 nghìn. Có đúng hai váy thôi ạ. Đang về thuê nhưng thôi bán luôn. 45 nhá mọi người nhá. Đầm đỏ 30kg nhá. À được, 44 đỏ 30kg thôi ok. 45 nhá mọi người nhá. Cái này lên là 45, 70 nghìn thôi nhá. Hoa thô nữa dây. Đẹp lắm. Rồi tặng 70 nghìn một cái. 45, 70 nghìn. Rồi mã tiếp theo lên cho 46 này. Thế ra cái này size gì em? Size này size gì? Rồi cái này lên cho em size 46, 18 đến 25 cân cho em này. 18 đến 25 cân mã số 46 này. Tặng 79 nghìn cho hết đi. 79 nghìn 46 nhá. Cho hết luôn. Đầm dài tay đây ạ, 46 này. Mã số 46 cho em. 46 cho em 79 nghìn cho em nhá. 46 này, cổ lá nhọn. 46 cổ lá nhọn 79 nghìn đi. 79 nghìn cho em 46 nhá. Size 18 cân đến 25 cân cho em mã số 46 này. 14 không có 35 cân đâu chị Thu Trang Lương nhá. 45 hết. 45 hết. Rồi có này lên 46 79 nghìn. 45 hết rồi nha mọi người. 46, con này lên là 46 cho em này. 79 nghìn cho em 46, 18 cân đến 25 cân cho em 46 này. Mã hàng 46 cho em, vui lòng đi đơn từ 2-3 sản phẩm trở lên thì mới có được gọi chốt đơn đấy các chị nhá. Đơn một sản phẩm là nhà em không gọi đâu. Rồi cái này lên là mã số 46 cho em. 46 cho em nhá mọi người ơi. 46 cho em size 18 cân đến 25 cân cho em nha mọi người. Chất liệu của nó là đùi gân nhá mọi người nhá. Đùi gân này tay thì là chạy bèo rất là xinh luôn này. Đó, cái này là đùi gân co giãn cho em nha. Tay chạy bèo này. Đẹp lắm, cái này rất là đẹp luôn. 79 nghìn một cái thôi. Thấy chị Jolie Nguyễn, thấy các chị mọi người chia sẻ like đi để không bị ấn comment nhá. Thế thì 812. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số này lên là 46. 79 nghìn cho em nhá. Cách tân là 179 nghìn. Cách tân là mã số 06, 179 nghìn. Rồi chị nào lấy thì comment là 46 cho em nha mọi người. 79 nghìn nha mọi người nhá. 79 nghìn cho hết đi. 46, 79 nghìn cho em. Màu trắng, màu xanh, màu hồng cho em 46 này. Chị ơi, lên cái số điện thoại. Mã hàng kèm số điện thoại nào? Không lên số điện thoại à? Kèm cân nặng. Thank you.
60.000 một set này. 60.000 một set, bạn này lên là 48 này, 15 cân nhá. 48 15 cân này. 46 bao tiền em nhỉ? 46 17 9.000. Bạn này lên là 48 nhá, 48 này, 15 cân cho em này. 3 4 tuổi. 15 cân 3 4 tuổi em tặng 60.000 một set đấy. Đây có quần trong nhá mọi người, có quần trong em tặng 60.000 thôi ạ. Còn mấy set thôi, em còn chắc là 5 set đấy. 5 set em tặng các chị này 60.000 một set luôn ạ. 60.000 một set, mọi người chia sẻ like để không bị ấn comment nhá. Rồi, tặng luôn. Gọi thằng Dũng mang một cái túi màu đen ra đây cho chị cái. Bán. Em hay rồi, ừ. Bán đi cho hết đi thôi, không lấy được thì không lấy được nữa thì bán đi thôi em. Mấy cái chắc tầm chục cả. Ok, cái này lên cho em set này là bao nhiêu ạ? 48 à? 48 nhá, 60.000. 60.000, còn lấy set 15 cân nhá mọi người nhá. Rồi lên cho em này áo dài, áo cách tân nhá mọi người nhá. Áo cách tân cho em này. Cách tân là mã số 06 nhá. Cách tân là 06 cho em ạ. Lên rồi mà. Cách tân là 06 canh mặc này. Size cho bé là 15 cân đến 35 cân, cách tân cho em 179.000 nhá. 15 cân đến 35 cân, cách tân 179.000, mã này lên là 06 cho em nhá. Cách tân em có màu hồng với lại màu hồng với màu đỏ nhá mọi người nhá. Cách tân đẹp lắm, vừa mới về xong. Rồi cách tân em có hồng và cách tân em có màu đỏ nhá mọi người nhá. Cách tân màu hồng và cách tân màu đỏ cho em. Cách tân màu hồng và cách tân màu đỏ cho em. Mã này lên cho em là 06 nhá. Ở đây cách tân đây. Đây 06 màu hồng này. 06 màu hồng này. Cách tân 179.000 một set ạ. 179.000 cách tân màu hồng này. Cách tân cho em màu đỏ này. Cách tân hồng, cách tân màu đỏ cho em nha. Màu hồng, màu đỏ, cách tân 179.000. Size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân cho em cách tân. Nha mọi người. 15 đến 35 cân cách tân 179.000 cho em. 179.000 cách tân cho em nha. Hồng với màu đỏ cho em nha mọi người nhá. Màu hồng với màu đỏ cho em nha. Tùy thú như em không vừa 14 cân đâu chị thử. Tùy thú từ 20 cân đến 25 cân mà. Cái túi em chị ạ. Rồi còn một ít túi em tặng. 26 đây này. Rồi lên túi đi. Túi nhá mọi người nhá. Đỏ đen. Rồi ok lên túi này. Lên túi cho em nhá mọi người. Còn mấy cái túi em tặng các chị 50.000 một cái nhá. Rồi lên cho em này. Mã số này. Ở đây chị cho tôi bóng thôi. Rồi lên túi này. Túi nha mọi người, túi sách này. Túi sách cho em này. Xa túi sách em tặng 50.000 một cái. Còn chục cái túi nhá mọi người nhá. Còn chục cái túi em tặng. Không lựa màu đâu. 50.000 một cái nhá. Không lựa màu túi nhá mọi người. Em tặng túi này. Rồi cách tân là 06 á. Rồi túi em tặng comment túi này. Túi 50.000 một cái thôi nhá. Em còn chục cái túi tặng 50.000 cho em. Đấy còn chục cái chứ không lựa màu đâu. Không lựa màu đâu nhá mọi người. Mỗi màu còn 1-2 cái thôi mọi người ạ. Mỗi màu em chỉ còn 1-2 cái thôi nhá mọi người nhá. Chủ yếu là màu đen. Chủ yếu là màu đen nhá. Comment túi này. Túi 50.000 một cái luôn cho hết luôn đi. 50.000 một cái nhá mọi người nhá. Ui cái gì mà mắt. Túi này. Áo bò mặc cười 32 cân rồi ok cứ lên nào. Kéo lên số điện thoại đi. Nhá. Các chị lên mã số kèm cân nặng cho em. Túi 50.000 cho em một cái nhá mọi người nhá. 50.000 túi kèm màu em còn đúng chắc là chục cái thôi chục cái. Tầm 15 cái á, 15 cái túi thôi ạ, 50.000 một cái thôi ạ. 50.000 một cái cho em nhá. Vì là không về thêm nữa nhá, không lấy được nữa. Không lấy được bị tắc biên rồi, không lấy được nữa nên em tặng hết luôn 50.000 một cái cho em nhé mọi người nhá.
túi kèm màu nha mọi người. Túi kèm màu. À quên quên, không lựa màu. Xích nhập, không lựa màu. Túi thôi nhá, comment túi 50.000 cái. Nha mọi người nhá. Túi 50.000 cái cho em. Đấy, còn đâu tầm 15 cái túi tặng. Kèm dây đeo đấy mọi người nhá. Cái này có dây đeo này. Có dây đeo đấy mọi người nhá. Có dây nhá mọi người ơi. Có dây đeo nhá mọi người. 50.000 cái. Ok nha, mã số này lên là 40 cho em nhá, comment 40 nào. 40 nha mọi người ơi. 40 kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Một xíu hả? Một xíu hả? Em ơi, túi là 50 à? À, túi 50 thì mấy tiền? À, túi 49, 50.000. Ở đây lên là 50 cho em ạ, mã số 50 cho em, được kiểm tra hàng chứ? Được kiểm tra. Ok, mã số 50, 89.000 một cái nhá. Áo hồng phía sau 155.000. Áo dạ 155.000. Rồi cái này 89.000 một váy cho mọi người nhá. 89.000 công chúa văn kính cao cấp cho em này. Mà có 89.000 thôi, em còn có 5-6 cái thôi. Size 15 cân, 15-17 cân. Với lại size 30-35 cân cho em nhá. Với lại size 30-35 cân cho em công chúa nhá. Mọi người có cả màu đỏ mọi người ạ. À. Có cả màu đỏ đấy. Nhưng mà ở đây cái màu đỏ này em không treo á. Em không mang sang. Rồi. Ok nha, mã số 50 nhá mọi người nhá. 50 cho em, 89.000 cái công chúa, rẻ quá mà. Rồi còn cầu vòng là bao nhiêu lên lại cái cầu vòng. Cầu vòng. Công chúa cao cấp này. Cái này thì đắt hơn hàng luôn, thì cái này là nó là dạng công chúa màu vòng. Vòng. Cái này còn size 30-35 cân nhá mọi người nhá. Size 30-35 cân công chúa này. Công chúa tầng này. Công chúa cầu vòng. 08 nhá. Cái này lên cho em 08 này, 30-35 cân 08 179.000 cho em. Đây, mã này lên là 08 cho em đi. 179.000 cho em nhá. 179.000, con này lên là 08 cho em. Đỗ Lành có ở đây thì lên cái số điện thoại đi chị ơi. Đỗ Lành lên
chị nào lấy thì comment, con này mã số là 08 cho em nha mọi người ơi, 28 cân đến 38 cân, 08 kèm cân nặng cho em và kèm số điện thoại cho em nhé. 179.000, hàng 400.000 mà em bán tặng cho chị 179.000 đấy. Mã này lên là 08 cho em ạ. 08 nhỏ đẹp lắm, cái rất là đẹp luôn này. Cái này em bán đến 1.000 váy rồi, ba lô về lô nào cháy hàng mà lô này không về được nữa, hết rồi, còn tầm chục cái em tặng. 08 cho em nhé, đẹp lắm, như công chúa luôn, như công chúa luôn, trời ơi thích nhỉ. Ở ngoài nó còn đẹp hơn cơ. Các chị nào nhận rồi feedback cho em cái nhé. Rồi chị nào lấy thì comment nhé mọi người nhé. Mã tiếp theo này, bộ cái bộ này em tặng các chị này. Bộ ngựa này size tặng luôn này, bộ ngựa size 30 cân cho em này. Úi trời, có cả năm rồi. Bộ này lên 30 cân này, bộ này lên cho em 30 cân, bộ da cá quá nhá mọi người nhá, tặng luôn cho em 89 cho một bộ luôn. Mã này lên là 51 đúng không em, 51 này, bộ da cá mã số 51 này 30 cân 89 cho một bộ, 51 cho em này. Cái này lên cho em mã số là 51 đi mọi người, 89.000 nha mọi người nhá. Size 30 cân cho em này. 5X là size gì em, 30 cân với một bộ size 40 cân. Một bộ size 45 cân nhá mọi người nhá. Đây là bộ nhá. 51 ạ. Size có 3 bộ size 30 cân và một bộ size 40 45 cân cho em, mã hàng là 51. 51 cho em với giá là 89.000 một bộ. Đồ bộ 18 cân, đồ bộ 18 cân ok. Rồi chị nào lấy thì comment là 51 cho em nha. 89.000 cho em. Có mấy bộ rồi? 51 nha mọi người. Em bán lộ vốn ạ. Bộ 36 cân. Đấy thì em bảo rồi, có một bộ 5X là size 35, size 40 cân đến 35 40 cân đấy. 35 đến 40 cân cái bộ đấy là 5X đấy. Còn cái này 30 cân mọi người nhá. 30 cân cho em nhưng mà trên 1m3 trở lên nha. Rồi chị nào lấy thì comment 89.000. Lên size nhí bộ á hả? Rồi ok. Lên size nhí bộ em có mà. Cái chờ nhau mà như ý này là chờ size gì em? 18 cân, 20 cân à? Rồi cái này lên cho em này. Chờ nhau này. Rồi lên cho em mã này. Rồi lên cho em chờ nhau này. 52 này. Mã số 50. Đưa cho chị bạn xem. Mã số 52 không lựa màu đâu ạ. Không lựa màu, mã này size 18 cân đến 21 cân, 18 cân đến 21 cân, mã này lên là 52 da cá này, 89 như một bộ nhá, 89 như một bộ, mã này lên là 52. Cái này lên cho em mã số là 52 cái gì đấy, 52 cho em nha, mã số 52 cho em này, đó. 89.000 cho em mã số này lên là 52 cho em, size 17 cân đến 21 cân nhá. 5 tuổi quay lại cho em này, tầm nói chung tầm 1m25 quay lại cho em nhá mọi người nhá. 1m25 quay lại cho em. Áo kiểu 30 cân mặc cái quần jean này, em chỉ có áo phông với lại áo sơ mi thôi. Em có áo phông với áo sơ mi thôi, cái này không lựa màu đâu, 89.000 một bộ, em còn đâu tầm chục bộ nhá, tặng luôn 89.000 cho em. Đây lên cho em là 52 đi. 52 nha. Mã hàng 52 cho em là có đơn nha mọi người. Đầm bé gái 18 cân. Có. Mã số 52 cho em nhá mọi người nhá. 52 cho em này. 52 kèm cân nặng cho em là có đơn 89 nghìn một bộ nhá.
áo thun trắng cho em ở bên trong, con gái nhà em mặc cái đẹp lắm. Mã số 27 cho em nhé mọi người nhé. Mã số 27 cho em hoa liền này, 119.000 một cái váy công chúa thôi. 119.000 kèm bầu nha mọi người nhá. Form size cho bé là từ 10 cân đến tầm 22 cân cho em. 10 cân đến 22 cân, mã số 27 màu hồng này. 27 cho em màu đỏ này. Đẹp lắm. 27 cho em màu đỏ này, 119.000 nhá. 27 cho em này. Màu đỏ này kèm bầu nha mọi người. Kèm bầu này. Đẹp lắm. Công chúa rất là đẹp luôn. Cái này các chị điện, ví dụ như ở miền Bắc mà các chị lạnh ấy, không thích con mặc hai dây thì mọi người phối với áo áo nỉ ấy. Áo giữ nhiệt này, màu trắng, cứ phối màu trắng cho em đẹp lắm. Vì cái hoa này là màu trắng. Con gái nhà em mặc một cái size 10 cân đẹp lắm. Rồi 10 cân đến 22 cân cho em nhá mọi người nhá. Màu trắng này. Đó, 100 có 119.000 một cái. Mặc Tết thì xuất sắc luôn. Mặc Tết xuất sắc luôn. 119.000 cho em. Mã hàng cho em là số cho em là 27 cho em nha. 27 kèm cân nặng và kèm màu cho em là có đơn nhé mọi người nhá. 27 kèm cân nặng cho em là có đơn. Hai mươi bảy giúp em nha. Mã số 27 cho em là có đơn nha các bác nha. 27 đi. Ui đẹp nhỉ, đẹp xuất sắc luôn. 10 cân đến 22 cân cho em nhé mọi người nhá. 27 kèm cân nặng cho em là có đơn cả màu kem. Đây màu kem. 52 là chị tổng 52 trời leo sọc bạn chị yêu. Trời leo sọc không? Mã cũ của em ạ. À. Ừ, em gọi là mã cũ sọc đại luôn à. Trời leo sọc đại. Ok nha, vừa mới nhận đồ đẹp rẻ quá. Cảm ơn chị Dày Mi nhá. Cảm ơn chị rồi. Mã số này lên này. 52 cho em nhé mọi người. Ghim cái bình luận của chị này khác. À mã số 10 27 chứ. 27 nha mọi người. 152 là 89 triệu. Rồi. Rồi lên tiếp cho em này. 27 cho em nhá. Đầm 32 cân em.
thằng cao cấp nào là dập đắt hết, thằng Quảng Châu dập đắt. Cái này lên cho em váy nhung nhé mọi người nhá. Cái này là cotton, à cái này là len nhung á. Len nhung này 54 cho em này, size 20 cân đến 25 cân cho em này. 120 thôi, vì em nhập 149 nghìn rồi. Bây giờ em bán tặng với chị 120 đi nhá. 120 cho em, 120 cho em màu hồng với màu đỏ nha mọi người nhá. 54, mã hàng 54 120. 54 120 nghìn. Ui hàng lẽ sai còn chưa cả bán luôn này. Nhiều quá. 54 cho em nhá mọi người. Mã hàng 54 giúp em. 120 nghìn cho em nhá. Chất liệu của nó là len nhung cho em ạ. Size 20 cân đến 25 cân. Và có một cái size là 35 cân. Một cái size 35 cân nhá chị ạ. Có một cái size 35 cân nhưng mà em chả nhớ màu gì cả. Em chả nhớ màu gì cả cơ. Cái này còn tầm 5-6 cái thôi. Mã hàng 54 nhá mọi người nhá. 54 cho em đi. Có set váy không? Chị lên set váy đi. Tối em không like nữa nhá mọi người. Vậy em like một like. Vậy em like một like chốt đơn 2 ngày mới hết. Chốt đơn 2 ngày like mới hết đấy. 2 ngày chờ một like chốt đơn 2 ngày mới hết đấy. Mà 7-8 đứa nhân viên. À, 32 kỳ váy bây giờ em không còn đâu ạ. Rồi chị nào lấy thì comment đây là 54 kèm cân nặng cho em 52 thôi. 34 cân thì chỉ có váy sọc thôi này. 34 cân em chỉ còn váy sọc thôi. Cái bộ này hết tinh à em ơi, cái bộ này hết tinh chưa? Bộ này hết tinh chưa? Thank you.
lên tay cần là 20 kg nhá, 20 kg 4 tuổi trở lên. Rồi lên cho em cái này, cái này lên size gì nhỉ? Khoan nhỉ, em vừa báo với CB này size 35 cân hả? Rồi cái này lên tiếp này, mã số tiếp theo đi em, mã mới. Cái này em 59.000 luôn này, 20 cân đến 35 cân cho em áo dấu quần TB. Cái này là pha Bukri nhá, 54 mấy tiền đâu thôi. Mã số 54 này. Mã mới không? Mã mới không? Ừ. Mã mới không? Này mã 54 là mấy lên trên 120. Đây mã 55 nhá. 55 này, lên cho em con này 55 này. Mã này lên là 55 cho em nhé mọi người nhá. Mã số 55 này 20 cân đến 35 cân rồi này. Ờ, nhưng mà không được màu đâu, cái này em hết rồi em tặng cho chị này. 59.000. Tôi đá chứ không phát ra được. 55 nhá mọi người nhá. Mã số 55 trên áo dài cho bé có. Em có cách tân này. Ôi trời ơi, rơi kìa. Rơi kìa. Rơi này. Hả ốc, ngồi cái giới làm chi mà nhập lâu chứ. Hả? Trời ơi chị ơi, em kèm 1 hay 2 gì ạ. Rồi chị nào lấy comment là mã số 55 nhá mọi người ơi. 59.000 này, 55 cho em theo TB này. Đây cái này cũng áo dấu quần cho em nhé mọi người, áo dấu quần cho em nhé, form size 20 cân đến 35 cân cho em. Cái này còn tầm chục cái, à 20 cái, 59.000 cho em nhé. 59.000, mã số này lên là 55 nhé mọi người nhé. Mã hàng 55, 59.000 cho em. Mã số 55, 59.000 đồng cho em. 55, 59.000 đồng cho em. Em mua váy, em mua mặc váy luôn được không? Nếu như mà được, ví dụ như bé nhà mình thấp thấp thì mặc váy được mà. Mặc váy được mà, thành váy được luôn ấy. Không gọi lang sang. Lang lang in giữa. Mã số 55, 59.000 cho em dòng Bukri nhá mọi người nhá. Đó, cái này pha Bukri 55 á, cái này lên là 55 nhá mọi người, đúng không em? 55 nhá mọi người nhá. Mã số 55 cho em này, 20 cân đến 35 cân này, 59.000 mã số 55 cho em đấy. Em rồi em mua sơ mi và gửi nhắn tay. Các chị ơi được kiểm tra hàng kia trước khi nhận mà chị Thu chiều. Được kiểm tra hàng trước khi nhận mà nếu như không đúng mẫu thì các chị có thể không nhận hàng. Một là các chị có men sai mẫu là đi sai hàng. Áo dài cách tân á. Áo dài cách tân đây, thơm lắm phải không? Áo dài cách tân là mã số 06 nhá. Áo dài cách tân là 06 cho em này, sai là từ 15 cân đến 35 cân cho em mã số 06 này. 06 màu hồng và 06 cho em màu đỏ này. Kèm dây ngọc cho em 06 cho em với giá là 179.000. Áo cách tân cho em nhá, váy cách tân, áo cách tân. Cả bộ luôn. Cả bộ luôn cho em. Cả bộ luôn cho em, cách tân cả bộ luôn. Cái này lên là 06 nhá mọi người nhá, 06 này. 06 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 06 kèm cân nặng cho em là có đơn này. Kèm dây ngọc cho em size 15 cân cho đến 15 cân cho đến 35 cân nhá mọi người nhá. 15 cân đến 35 cân cho em ạ. 06 cho em này, màu đỏ và 06 màu hồng cho em đỏ cái nặng. 06 màu hồng Bình Nguyên hôm trước không thấy có đơn thì bị ấn comment nhá. 06 này, hôm trước không thấy có đơn đấy. Lượng Bình Yên, Thượng Bình Yên hôm trước không thấy có đơn vì là chưa thấy có số điện thoại. Rồi 06 cho em đỏ và 06 màu hồng cho em 179.000 cho em cách tân nhá. Dấu quần Mickey mà bao nhiêu? Mickey là cái nào nhỉ? Chất tơ nhá chị ơi, cái đấy là tơ nhá. Chất tơ cho em. Cái cách tân này đẹp lắm. Chị xem quần suông nào. Cái nào cũng nhiều. Mà nó toàn lấy xe lớn thôi, nó về còn chưa kịp xài. Chị chắc không nhá. Đập 32 kiếm em hết rồi. Thấy chị cái gì, chị thấy em không mà mấy bữa trước em mua không được gì hết là Ngọc Linh bây giờ thấy thế này. Thấy Ngọc Linh quần jean có á, quần jean em có nhá. Bao nhiêu cân quần jean, bao nhiêu cân quần jean, bao nhiêu cân ạ? À?
sát sạc tự nhiên dùng hết cả mình thế này. Tôi lên mơ bụng cái sai này. Rồi, bộ xuất hàng nha. Rồi, đây, không bảy à. Hôm qua mới nhiều hơn hôm qua, thì bằng, không bằng á. Thôi đi. Bụng bụng gấu này. Thank you.
bộ cũng lựa màu luôn nhá mọi người nhá. Có màu vàng, màu cam và màu hồng cho em. Ơ em chị bộ màu hồng nào. Màu vàng, màu cam và màu hồng nhá. Màu vàng, màu cam và màu hồng cho em mã này. Mã này lên cho em là mã số 57 cho em nhá. 55.000 một bộ thôi ạ. 55.000 một bộ, 15 cân đến 30 cân cho em này. 15 cân đến 30 cân cho em nhá mọi người nhá. Quần này, áo đây ạ. Áo đây cho em này. Xinh luôn. Áo đây cho em. Đó, Mickey, à Tom và Jerry nhá. Mã số 57 cho em này. Đầm suông á, đầm suông thì chỉ có mình đầm Burberry thôi, chị mua chưa? Chị mua chưa? 57 giúp em nhá. Chị nào lấy 57 thì comment là 57 kèm cân nặng cho em là có đơn. Mã hàng 57 cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Quần giống giống áo nhưng có chữ Chanel, làm gì có chữ Chanel, chả nhớ bộ nào. Bộ này size bé á. Chả nhớ cơ. Nhiều hàng quá. Áo thun bao nhiêu cân ạ? 5-6-80. Áo thun bao nhiêu cân? 57-55.000 nha mọi người nhá. Mã số 57-55.000 không lựa màu đâu nha mọi người. Em có 5 bộ, 5 hay 10 bộ đấy. 15 cân cho đến 30 cân cho em. Mã hàng 57-50.000 cho em. Nhận đầm công chúa rồi, đẹp lắm. Cảm ơn chị Trang like nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy bộ thì comment là 57 giúp em nha. Áo thun 35-37 cân à? Đây lên cho em áo đá này. Lên cho em áo đá này. Mã hàng cho em là áo đá này. Áo đá là mã số tiếp là 58 này. Không còn trắng đúng không? Đen đỏ đúng không? Rồi 58 này. Mã số 58 cho em áo đá này. Size 18 cân đến 35 cân cho em. Mã số 58 ạ. Mã số 58 cho em. 58 cho em 55.000. Chưa like đầm suông số ơi. Ok, hôm trước mình đặt quần jean mà không thấy chốt đơn. Các chị ơi, một là mọi người không nghe điện thoại, hai là mọi người cho sai số. Cứ đi đơn từ 2-3 sản phẩm trở lên cho em là có người gọi chốt nha. Áo đá này lên là 58 lên 55.000 một cái thôi. Em tặng 55.000 một cái cho em nhé mọi người nhé. Mã hàng lên là 58 cho em đi. Size 35-37 cân quay lại cho em. 35-37 cân cho em màu đỏ là màu đen nhé mọi người nhé. Đẹp lắm. Đỏ đen cho em chắc cốt tông cho em này. Size 20 cân đến 35-37 cân cho em là có đơn nhá. Là có size cho em bao có size luôn. 58 á. Mã hàng là 58 cho em nha. 58 kèm cân nặng cho em. Em có quần loe. Bây giờ em còn quần loe 27 cân. Chị em đi rồi. 58 nhá mọi người. Mã hàng 58 cho em. Các chị comment đúng số nhá mọi người nhá. Mã hàng 58 cho em. Rồi Hòa Vũ có rồi ạ. Đen đỏ cho em 58 này. Rất là xinh. 58 đen, 58 đỏ cho em này. 55.000 một áo thôi ạ. 55.000 đồng. Form size là từ 20 cân đến 35 cân cho em. Mã hàng 58 nhá mọi người nhá. 58 kèm cân nặng cho em là có đơn nha. Váy suông 10 bộ, váy này là váy váy size gì đấy? Burberry này, Burberry em ơi, mã số 10 mấy đấy? Mới à? Đâu, Burberry 10 mấy đấy, 14 đấy. Em 10 mấy đấy? Burberry mới mã 12, 115.000. Rồi cái này lên cho em mã số là 12 này. Váy suông này, mã số 12, phong size là từ 20 cân đến 40 cân cho em. Mã hàng 12 cho em với giá là 115.000 nhá. 12. Con này lên cho em mã số 12. Mã số 58 em không có màu trắng mà. 58 em lên màu đen với màu đỏ mà. 58 em lên màu đen với màu đỏ mà. Rồi cái này lên là mã số 12 cho em nhá mọi người nhá. Mã số 12 cho em này. Form size là từ 20 cân đến 40 cân cho em nhá. Cái này em tặng các chị là 115.000 một cái. Váy Burberry cao cấp cho em, váy 3 tầng. Burberry cao cấp cho em. Burberry cao cấp cho em. Mã số cho em là 12 màu. Đây là sọc nâu này. Đây là sọc cam này. Đây là sọc đỏ này. Sọc đỏ cho em nhá. Bỏ hết vào túi đi không? Bỏ vào túi đi. Nhặt rồi mà bỏ vào một cái túi. Đây là bỏ vào cái túi này. Đây nè. Rồi chị nào lấy comment.